Đây mình kinh ngọn lửa sư. À, kinh ngọn lửa, trời lạnh quá giảng kinh này cho nó ấm. Thấy cái màn hình không ạ? À? Dạ tôi thấy à, thấy ông nhân như kỹ ông kiên chứ không thôi là được, chỉ Vâng, thấy bài kinh thôi. sư đẩy cái screen qua một bên là nhiều khi nó qua bên cái trang kia sư ạ. Chỉ thấy cái tựa kinh thôi. Dạ đúng rồi ạ, dạ đúng rồi. Anh Kiên bắt đầu và share bài lên in Kiên. Dạ. Bà con ráng học cho xong cái bộ này, học xong năm cuốn. Năm cuốn này cũng như là cũng có một cái khái niệm về kinh điển. Khái niệm về kinh tạng. Rồi, hôm nay mình sẽ học về cái bài kinh Ngọn Lửa. Kinh Ngọn Lửa là sao? Cái kinh này á, thì mình để là kinh Ngọn Lửa đó, thì bà con không có rõ ý lắm, không? Mà bà con nếu mà cái này mình dịch là kinh nhóm lửa đó, thì bà con nghe nó cách thức nhóm lửa, ác ý thì mình dịch là cái cách thức nhóm lửa, kinh nhóm lửa đó, kinh nhóm lửa, kinh nhen lửa, thì dễ hiểu hơn. Tức là cái nội dung bài kinh này là nói về là cái cách thức tu tập thức giác chi. Và tuyệt đại đa số bà con Việt Nam mình ấy, đi chùa cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu duyên. Chứ còn hiếm có người mà cầu giải thoát. Cho nên những cái vấn đề giáo lý quan trọng hàng đầu á thì mình đánh lại là mù tịt. Thí dụ như mang cái tiếng là Phật tử nhưng hỏi chứ tứ diệu đế là cái gì, ẩm ớ bậc chánh đạo là cái gì, ẩm ớ thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ chánh cần là cái gì, ẩm ớ không. Thì ở đây thất giác chi đó là một cái cách phân tích khác nha, tôi nói thiệt chậm nha. Thất giác chi là một cái cách phân tích khác của Đức Phật về cái con đường giải thoát. Thay vì mỗi khi ấy, ở những chỗ khác thì ngài nói là tứ niệm xứ là con đường giải thoát, rồi khi ngài nói về tứ diệu đế đó, thì ngài nói bậc chánh đạo là cái con đường giải thoát. Nhưng mà ở kinh này đó thì mình lại thấy là ngài dạy là thất giác chi là con đường giải thoát làm sao. Mình thấy một bên thì nói chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, còn bên đó thì tính tấn định định tuệ, rồi bên thì thân thọ tâm pháp không, thận trừ tu bảo không. Nhưng mà trong cái kinh này thì mình lại thấy ngài nói bảy cái điều mà người Phật tử không có để ý á, thì thấy là lạ, thấy sao mấy cái bảy cái này gọi là sao bảy cũng được giải thoát được không, bảy cái điều kiện giải thoát bốn chăng gá, tức là gọi là bồ thí gia ăn gác, tức là điều kiện những đưa đến giải thoát làm sao. Thì cái bảy điều đó mình kể cho nhanh ha, kể cho nhanh mà con có khái niệm. Đó là chuyện trước hết, đó là cái niệm giác chi, tức là chánh niệm, tức là tứ niệm xứ đó. Tứ niệm xứ đó nha, chỉ riêng cái niệm giác chi là mình đã thấy là đủ hết cái pháp môn tu hành rồi đó. Niệm giác chi là chánh niệm. Thứ hai là trạch pháp giác chi, tức là trí tuệ. Nào, niệm giác chi là sao? Có nghĩa rằng thì là biết rõ thân tâm nó đang ở trong cái tình trạng như thế nào. Đấy. Nó như thế nào. Đấy. Về thân thì thở ra thở vào biết rõ, thở ra thở vào dài ngắn biết rõ, không? Rồi tiếp theo là các sinh hoạt lớn bé, ví dụ như đi, đứng, nằm, ngồi luôn luôn biết rõ, không? Biết rõ. Cầm lên để xuống biết rõ, co tay duỗi tay biết rõ. Và ở đây tôi cũng nói luôn là có rất nhiều người Phật tử Việt Nam không có đọc kinh tạng, cho nên họ rất là khó chịu khi mà họ nghe dạy rằng đó là chánh niệm là sự tỉnh thức biết mình trong mọi tình huống, kể cả trong lúc đi vệ sinh,
thì họ chịu không nổi, vì họ nghĩ tu là phải ghê gớm lắm, tu là phải y áo trang phục ngon lành không, lên ngồi trước bàn Phật, chỉ có đâu mà vô trong toilet cũng còn tu nữa. Cho nên có cái ông đó lên chửi quá chừng chửi, ông nói cái này chắc phải hỏi lại, chắc cái này phải hỏi lại mấy vị thiền sư làm sao chứ làm gì có cái vụ mà tu mà ở trong toilet. Nhưng mà ổng không hề biết một chuyện, tức là chánh niệm là sự biết mình trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi giây phút, trong mọi điều kiện. Chánh niệm. Và vì sao phải biết mình như vậy, là bởi vì là khi mình biết mình rõ như vậy đó, thì mình mới không bỏ lỡ cái cơ hội chứng đạo. Bởi vì mình rất có thể là mình chứng đạo trong chánh điện, rất có thể là mình chứng đạo trong thiền đường, rất có thể là mình chứng đạo trong toilet, rất có thể là mình chứng đạo trong lúc mình tắm, mình ăn, mình co duỗi tay chân, làm việc. Mình có thể chứng đạo trong phòng ngủ, ở ngoài vườn, ở trong nhà bếp, phòng khách, ở bất cứ nơi nào, chỉ cần cái duyên lành mà nó hội đủ thì mình có thể chứng đạo. Cho nên cái chánh niệm ấy, nó không có phải là một pháp môn tu đặc biệt trong một cái hoàn cảnh đặc biệt, trong một cái môi trường đặc biệt, mà nó là luôn luôn. Cho nên trong kinh Đức Phật ngày dạy gọi là sappatthika, là chánh niệm, nó có lợi ích trong mọi tình huống, mọi không gian, mọi thời gian, là chỗ đó. Chánh niệm nó quan trọng vậy đó. Và xưa nay mình sinh tử là bởi vì mình là chỉ sống theo cái kiểu là chết rồi mà chưa có chôn. Có nghĩa là mình ăn, mình nói, mình buồn, mình vui, mình thiện, mình ác, đi đứng nằm ngồi, hít thở vào ra mà không biết, như cái xác vậy đó. Rồi mình tưởng là mình sống, thật ra nó là mình chỉ là có mặt, mình chỉ là tồn tại chứ không phải là sống. Sống mà đúng cái nghĩa cái chữ sống thì không phải là chánh niệm, phải là trí tuệ mới gọi là sống. Thì cái chánh niệm nó có cái là lợi ích là buổi đầu á, là nó giúp cho mình ổn định, kiểm soát được thân tâm. Nhưng mà giải thoát nằm đâu? Nó nằm ở chỗ này. Khi mà anh kiểm soát một thời gian dài như vậy đó, thì trên cái nền tảng của cái sự biết mình đó đó, thì cái trí tuệ anh nó mới làm việc. Đấy, nó mới làm việc. Khi mà anh kiểm soát thường xuyên như vậy, sẽ có một ngày anh nhận ra rằng là cái gọi là cuộc đời đó, nó chỉ là cái sự lắp ráp của vô số điều kiện, của vô số sinh hoạt lớn bé, vô số những lần buồn vui thiện ác, vô số những bữa ăn, những hơi thở, những lần co duỗi nhúc nhích động đậy của tay chân, chứ ngoài ra không có cái gì gọi là tôi và của tôi hết. Mà cái này phải ngày buổi mình thấy không, mà phải là người sống trong cái chánh niệm thường trực và miên mật, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cả đời như vậy đó. Có người đủ duyên họ chỉ nghe cái pháp môn niệm xứ, họ chỉ tu tập trong tích tắc là chứng đạo. Có người phải mất cả đời, có người phải mất nhiều kiếp, là chỗ đó nhớ không. Nên cái điều kiện giác ngộ đầu tiên đó chính là chánh niệm này. Cái điều kiện thứ hai đó là trí tuệ, mà trong trong thế giác chi thì ngài không có gọi tên là trí tuệ, mà ngài gọi là trạch pháp giác chi. Trạch pháp ở đây là sao, là biết là trong từng cái giây phút mà mình chánh niệm á, hít thở vào ra biết rõ, đi đứng nằm ngồi cũng biết rõ, thì trong cái giây phút đó đó mình cũng đồng thời mình biết rõ thêm một chuyện nữa là tâm tham đang có mặt, tâm sân đang có mặt. Và mình biết cái này là có hại, cái này có lợi, cái này là thiện pháp, cái này là bất thiện pháp. Này, biết rõ, biết 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 cái này là cái cần phát triển, cái này là cái cần phải loại trừ. Cái biết đó đó được gọi là trạch pháp giác chi. Không? Bây giờ cái gì, cái gì bây giờ các vị thấy nó quan trọng rồi đó. Đấy, thấy giác chi chuyện đầu tiên vô là tỉnh thức biết mình trên cái đây. Thứ hai là biết rõ, biết phân biệt cái chữ quý chữ giá, đây nghĩa là phân biệt, biết phân biệt cái này thiện nè, cái này bất thiện nè, cái này phải loại trừ liền nè, không, cái này là bủn xỉn nè, cái này là ganh tị nè, cái này ganh tị nè, cái này là tham thích nè, cái này là bất mãn nè, phải cái trí. Và cái đó trí nó đâu nó ra, nó do ba nguồn văn tư tu. Thì cái văn cái đầu tiên nó là phải là do học giáo lý, chứ còn không chịu học vô lý thì cũng khó lắm. Bởi vì tôi đã có tiếp xúc với rất là nhiều tử khi không học vô lý đó, lúc mà tu tập đó họ không biết cái gì thiện cái gì bất thiện, họ không biết. Ví dụ như trời nóng thì mình khó chịu, cái chuyện gì họ hiểu là điện đương nhiên, nhưng mà trong kinh nó không, cái khó chịu đó, cái bực bội đó là tâm sân.
họ chỉ hiểu chữ sân nên nghĩa là hờn giận, căm ghét, nóng nảy, ý hướng bạo hành, bạo lực, bạo động, không thì họ mới gọi đó là sân. Nhưng mà trong giáo lý mình đâu có định nghĩa kỳ cục gì. Sân đó là sân thô rồi, cái mà mình hiểu đó là sân thô, một cái sân tế đó. Ngay lúc mà nóng nực không khó chịu, mình ăn á, mình đang ăn ngon mà mình cắn nhầm cái lưỡi của mình đó là cũng sân. Mình ăn nhầm cái ớt mình khó chịu đó là sân. Mình đang ăn ngon lành vậy đó mà mình nghe một cái đùng chức mình đó là sân. Đó là sân. Sợ cũng là sân, giận cũng là sân, bất mãn khó chịu cũng là sân. Phải học mới biết. Rồi cái ganh tị bụng xỉn cũng vậy, mình mọc cũng biết. Ví dụ như có những người họ thắc mắc chỗ này là của tôi thì tôi phải giữ, là tôi xài chứ bắt gì tôi phải cho, thì cái đó gọi sao gọi là bỏng sẻn được. Nhưng mà cái người có học thì họ biết, họ biết cái này là bỏng sẻn không. Bởi vì là mình ví dụ như mình đi tu thiền, mình miếng điện ấy, mình hành lý mình đem theo đâu có nhiều, một cục xà bông tắm thôi, hoặc là có một tiếp kem chống nắng nhỏ xíu bằng ngón chân cái vậy đó không. Rồi cái gì cũng chút thuốc cảm thì mình đem theo hộp đủ xài, rồi thuốc tiêu chảy mình đem theo chừng vỉ thôi, mình đâu đem theo nhiều đâu. Cái gì cũng chút rồi bây giờ mình qua tới nơi rồi, bạn tu của mình bị mình tính đem ra mình cho, nhưng mình nghĩ bụng mình cho mốt mình lấy gì mình xài. Rồi họ nghĩ cái suy nghĩ đó là suy nghĩ hợp lý, suy nghĩ đó là đúng không. Bây giờ đem hỏi 7 tỷ người trên thế giới, cái suy nghĩ có đúng không? Mình đi mình không có đem theo nhiều, mình đem có theo một tí à. Rồi giờ mình đem mình cho khác mình lấy gì mình xài, cái suy nghĩ nó quá hợp lý đúng không? Nhưng mà cái người hành giả mà có trí đó, có trạch pháp, họ biết đây là bụng xỉn. Bụng xỉn này bây giờ tôi giải thích tại sao là bụng xỉn. Mình thử tưởng tượng nha, mình thử tưởng tượng đi, mình gặp người thân của mình ấy, máu mủ ấy, người máu mủ của mình, hoặc là cái người mình thương, mình yêu, mình quý, mình kính, thì lúc đó mình có toan tính nhiều như vậy không? Mình có toan tính là mình đem theo không bao nhiêu, mình phải giữ lại mình xài không? Nhưng mà đặc biệt cái người kia họ không phải là đối tượng mình thương tính, thì bắt đầu mình mới toan tính. Đấy, cái nó lắc léo nó làm ngay chỗ đó, mà mình không biết đó là bụng xỉn. Thấy chưa, được canh tị. Mình thấy cả trăm hành giả vậy đó, mà sao mà sao mỗi lần gặp cái bà cái mình không có thích, là tại vì bà còn đẹp trẻ hơn mình, bà đẹp hơn mình. Mà mình đó thì mình là tự giải thích, mình nói không, nó phải canh tị. Tại vì bà nói nhiều quá tôi khó chịu, vì bà có tánh hay khoe tôi khó chịu, bà hay la cả với mấy hành giả khác tôi khó chịu, bà có vẻ thân mật với thiền sư tôi khó chịu là bởi vì bà không có nết. Xin lỗi, bữa nay cũng còn ho hên là mình dạy từ xa nó lây chết luôn. Tôi đâu có phải canh tị đâu, tại tôi ghét cái nết xấu của bạn. Nhưng thật ra đó là canh tị, bởi vì chỉ cần bà già một chút, bà xấu một chút, bà mập một chút, bà ốm một chút, bà đen một chút, bà dốt một chút, bà nghèo một chút là mình đâu có chịu đúng không. Mà tại vì đằng này là bà đẹp một tí, bà có trẻ hơn mình tí, bà hình như có vẻ hơi có tiền tí, bà ăn nói nó hơi dễ thương tí, bà hơi được lòng mấy người chung quanh tí. Mình thấy thiền sư có vẻ hơi chú ý tới bà anh tí, cái mấy cái tí đó làm cho mình khó chịu, mà mình không có ngờ, mình không biết đó là bụng là ganh tị, mà mình cứ nói là tôi ghét cái nết của bà, tôi ghét cái nết xấu của bà. Đấy, nhớ nha, cho nên cái trạch pháp giác chi là sao, là biết rất rõ, biết cái gì thiện cái gì bất thiện, biết cái gì là ái cái gì là tự tâm. Người không học không có biết cái đó, cái trạch pháp nó không có. Này, không có, mình không có phân biệt được cái lúc nào gọi là từ tâm mà lúc nào gọi là tham ái. Có nhiều người mình nhìn thôi mình thương liền, nhưng mà cái người có trí tuệ biết cái thương này là tham ái hay là từ tâm, nó khác nhau. Bây giờ từ tâm là sao? Từ tâm là mình trong sáng và nhẹ nhàng, không có câu móc, móc o đó, trong sáng nhẹ nhàng không câu móc, thì cái đó được gọi là tự tâm. Thí dụ như là bây giờ là mình mong cho người đó, mình gặp ai mình cũng thoải mái thanh thản, nhưng mà gặp mặt cái thì mình mát mẻ, mình không có lòng hờn giận căm ghét ai, mình mong mong cho mọi người được thấy người ta vui vẻ, người ta khỏe mạnh, người ta tu tập tiến bộ, mình cứ mong người ta cứ được như vậy hoài được mắt. Nhưng mà sau khi chia tay rồi, lòng mình trong sáng là sao, là không có cái gợn đục của cái tình cảm riêng tư,
còn nhẹ nhàng có nghĩa là sao, nghĩa là họ không trở thành cái gánh nặng trong lòng mình, nghĩa là họ được như mình muốn thì cũng thì mình vui, mình tùy hỷ, còn không được thì thôi, thì mình không có lấy làm nặng lòng. Còn câu móc là sao, câu móc nghĩa là có cái gì đó nó riêng tư, nó móc riêng đó, đó là tự tâm. Còn cái ái là sao, cái ái là cũng thích cũng thương đó, nhưng mà nó nặng lắm cái gì, mình thương người ta, mình muốn sở hữu người ta, đấy, mình muốn sống gần người ta, và khi người ta không được như mình nghĩ thì mình nặng nề đấy, và cái thương nó gắn liền với cái quyền lợi của mình, cảm xúc của mình đấy. Tôi ví dụ chỉ đơn giản thôi, tôi vào trong một cái thiền viện có hai cô này, có hai cô, một cô thì tôi đối xử bằng tâm từ, thấy cô cũng biết tu hành, thấy xa quê mà thấy tu nữ cũng nghèo tội nghiệp, hoặc là Phật tử đi tóc tai đầy đầy đủ thấy tội nghiệp, thấy cô không biết gì trơn tội nghiệp, cũng giúp được gì cô thì giúp. Sau khi mà hấp thấy mặt cô rồi, tôi về phòng tôi quên mất tiêu, tôi có lo chuyện của tôi. Rồi mai chiều hôm sớm tình cờ gặp nhau ở đâu thì tôi giúp được, tôi giúp xong tôi trở về tôi quên mất tiêu, đó là tự tâm. Còn bây giờ ái này, ái này, bây giờ nghe ái này, tôi gặp bà tôi khoái, mà tại sao tôi khoái? Tôi khoái cái ánh mắt của bà, cái nụ cười của bà, cái giọng nói của bà, cái dáng, cái bóng sắc của bà, cái sắc vóc của bà. Rồi sao nữa, tôi mong được gặp nữa, và khi không gặp tôi hơi nhớ nhớ. Đấy, và mai này tôi thấy họ bảo thân với người khác tôi khó chịu, tôi nói nôm na là tôi ghen đó, tôi ghen đó, và bà trở thành gánh nặng trong lòng của tôi. Trong khi nếu mà tôi thương bà bằng cái lòng từ đó, thì nó nhẹ lắm, gặp thì giúp đó, gặp mà cần nha, cần mới giúp, không cần thôi. Mà khi mà bà khuất mắt rồi là lòng tôi cực kỳ thanh thản nhẹ nhàng, không? Đó là từ đó. Còn cái ái là thích, nhưng mà muốn ở gần người ta, muốn sở hữu người ta, muốn người ta thích trở lại mình. Mình muốn người ta đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thể cánh hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người, là thuộc, cái đó là thuộc về ái rồi. Mà không có trận pháp không có biết. Cái đó thì tôi mến, thấy bà tù tôi mến, mến con khỉ móc. Tại sao đứa khác mình không mến, mà mến ngay cái con lan, con cúc, con đào, con yến, con hương là sao? Trạch pháp, đó là trạch pháp này, trạch pháp giác trị này, nhớ nha. Và biết rõ rằng cái này nè, nó có hại cho chuyện tu tập của mình, cái này có hại cho chánh niệm của mình, cái này nó hại cho định của mình, này nó hại cho tuệ của mình, cái này nó hại cho niềm tin của mình, này nó hại cho sự tinh tấn của mình, cái này nó hại cho tàm quý của mình. Và biết rõ người đó là trạch pháp giác trị, tỉnh giác trị, niệm trạch cần gì tới cần giác trị, cần là sự nỗ lực siêng, không có muốn bỏ cuộc. Tiếng Pali gọi là anikkhitaturata, có nghĩa là không có muốn là bỏ cuộc. Anikkhitaturata, không muốn bỏ cuộc. Cái chuyện gì cần làm là làm, không có vì một lý do nào mà bỏ cuộc. Như ngài Sa Lợi Phất ngài nói, mà phàm phu có nhiều lý do để mình làm biếng, để mình bỏ cuộc. Sớm quá, trễ quá, mệt đi xa mới về, mệt quá, mình chuẩn bị đi xa, không? Một là sắp đi xa, hay là đi xa mới về, hoặc là trời lúc này còn sớm quá, trễ quá, lúc này đang nóng quá, nực quá, đang lạnh quá, đang đói, đang khát, vân vân. Ngày nói mình có nhiều lý do để mình làm biết. Mà trong khi cái tinh tấn thứ thiệt là nít khích, là không có bỏ cuộc. Cái chuyện cần làm thì làm. Vì cần làm nên nó có hai. Một, thấy là bất thiện là tránh. Thấy bất thiện là tránh. Thấy bất thiện là tránh. Ví dụ như bây giờ mình biết mình ở cái chỗ đó nó sướng thiệt đó, nhưng mà nếu mình tiếp tục ở đây là cái biện pháp mình nó bị sụt lùi, là mình bỏ, không? Mà mình lại chỗ kia biến hơi cực chút đó, đi bộ hơi xa chút, chỗ đó nhà mái tôn thấp tè, ở nóng lắm á, ban đêm lạnh lắm á, ồn lắm, hôi lắm á, nhưng mà mình ở đó mình biết mình tu tập tốt hơn, cũng ráng đó. Ví dụ như vậy nó gọi là tinh tấn, tức là cái chuyện cần làm là làm, không có sợ khó. Chuyện cần làm thì làm, chứ không có bị cám dỗ, không có bị cám dỗ, không bị thử thách, không bị ngọt, không bị đắng để khiến mình bỏ cuộc, thì đó gọi là tinh tấn. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm á. Tinh tấn trong cái thiện và trong cái ác. Trong cái ác là nỗ lực tránh, còn trong cái thiện là nỗ lực trau dồi nữa, không? Đó gọi là cần giác chi, gọi là niệm trạch cần, không? Rồi hỷ là niềm vui, cái này cần lắm, rất là cần. Bởi vì xe nó chạy nó phải có xăng, không?
mình sống ở đời, mình trong đời sống tâm lý mình nó phải có một cái sự hào hứng, một sự thú vị nào đó thì mình mới tiếp tục mình đi nữa, phải không? Mà cái hỷ giác chi này nè, nghĩa nó sâu lắm ạ. À, nghĩa nó có hai cái là gì, cái thỉ thô và cái hỷ tế. Cái hỷ thô là mình cần đến, như mình cần nghe cái này nè, nghe băng giảng nè, rồi mình cần gặp gỡ thiền sư, gặp gỡ thầy bạn nè, mình coi kinh sách mình vui ha. À, rồi mình suy tư về thì Phật pháp giáo lý rồi đó, cái đó gọi là hỷ thô. Cái hỷ mà nó cần đến cái sự hỗ trợ của năm căn vật chất, phải không? Cần phải có nghe, có nhìn, có đọc, phải không? Còn cái hỷ tế là sao? Cái hỷ tế trong kinh kia rất rõ. Ở trong Kalama có, tại bà con đâu có đọc. Vấn đề là không chịu đọc. Đấy. Cái hỷ tế đây có nghĩa là khi mà mình có giới thanh tịnh, tự nhiên cái lòng nó vui. Chứa còn nữa. Khi mà cái giới thanh tịnh, cái lòng tự nhiên nó vui. Nó vui là vì thế mình sạch. Đấy. Chưa còn nữa. Khi mà hành giả sống có niệm, có định ấy, mới có giới, có nghĩa là mình mới kiểm soát được thân nghiệp và khẩu nghiệp, mình đã thấy vui rồi. Bây giờ qua tới cái thứ hai đó là kiểm soát ý nghiệp. Đó, cái kia mới kiểm soát thân và khẩu, cái thứ hai mới gây kiểm soát ý nghiệp. Có nghĩa là hành giả sống bằng định hoặc là bằng tuệ. Bằng định nghĩa là tu samatha chỉ, còn bằng tuệ nghĩa là tu vipassana hay là niệm xứ. Thì cái tu của samatha đó là sao, là giả tập trung vào một cái đề mục, ví dụ như là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắc hư không ánh sáng, niệm Phật pháp tăng thế giới thiên. Đấy, khi mà hành giả chú tâm như vậy, tập trung như vậy đó, đấy, thì cái năm truyền cái nó vắng mặt, nghĩa là không còn thích cái gì, không còn bất mãn cái gì, không còn buồn ngủ, không còn bị lăn tăn chuyện cũ trào hối, không còn hoang mang nghi hoặc. Đấy, nói chung năm truyền cái. Khi mà hành giả sống tập trung trong cái samatha, trong định học á, định mà tuệ học, giờ tôi đã định học trước, khi mà vắng mặt năm truyền cái, tự nhiên hành giả thấy vui. À, khi mà năm truyền cái nó vắng mặt thì cái bước đầu tiên là gì, là có năm chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định. Đấy, thì cái hỷ này nè là cái hỷ tế. Cái hỷ này không có cần cái sự hỗ trợ của các cái giác quan vật chất. Cái hỷ này là mình cứ nhắm mắt yên là tự động nó có rồi. Không cần thấy, không cần nghe, sờ, chạm, ngửi mùi, lưỡi nếm, không cần. Mà lúc bây giờ khi mà cái tâm nó tỉnh thì tự nhiên nó vui. Mà cái này phải làm giả tu tập mới biết cái này. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. Buổi đầu á, mình tu tập vì mình nghe nói là tu vì có phước. À, tu vậy để đường giải thoát. Đó là toàn là vẹt, két, nhồng sáo nó nói thôi. Và mình ráng, khó lắm cũng ráng. Nhưng mà sẽ có một ngày bà con thấy rằng cái chánh niệm hoặc là cái định tâm ở trong hơi thở nó không phải là cái công phu để mình nỗ lực, mà nó là quyền lợi, nó là sự hưởng thụ. Biết nói rùm rùm mới hiểu. Phải đến lúc đó mới khác. Phải đến lúc đó. Bây giờ một ngày như mình dành ra 2 tiếng hoặc là 1 tiếng hoặc là 45 phút mình ngồi ráng, mình cắn răng, mình ngồi mình xếp chân, mình gò lưng không? Mình hít vào thở ra, hít vào thở ra biết rõ, hít vào dài biết rõ, thở ra dài biết rõ, đau cái này nhức cái kia tê mỏi, mà ráng cho đủ 45 phút, đủ 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Buổi đầu cái công phu đó nó là cái chuyện khó mà mình phải ráng. Nhưng sẽ có một ngày mà hành giả thấy rằng cái chuyện mà mình theo dõi hơi thở nó không phải là cái công phu để mình nỗ lực, mà nó là cái quyền lợi, bởi vì lúc đó nó sướng thiệt. Lúc đó là một sự hưởng thụ, bởi vì nó là cái quyền lợi của người biết Phật pháp. Đấy, lúc đó mình cứ canh me thấy ngay nhà ga, phi trường, trạm xe, bus, bất cứ nơi nào mà thấy mà không ai mà làm phiền mình không có cần chuyện gì phải giải quyết, là mắt nhắm lại liền, tự nhiên mắt nhắm lại. Và chỉ là một việc duy nhất là hít vào thở ra biết rõ, thở ra biết không, chỉ quan sát mà không điều khiển. Nhớ nha, các câu thần chú, chỉ quan sát mà không điều khiển. Nó ra vô đầy rồi tự động nó sẽ ra, nó ra cạn phổi thì tự động nó sẽ hít vào, chỉ biết chừng đó thôi, không can thiệp, không điều khiển, không can dự. À, chỉ có quan sát thôi. Lúc đó đối với con đó là một sự hưởng thụ, đó là một cái quyền lợi. Đấy. Thì khi mà đạt đến cái mức đó rồi, tự nhiên mà con có cái hỷ giác chi, con vui.
Nó vui là không phải là vì mình được cái gì, mà nó vui là vì mình buông được cái gì. Ngày chưa biết đạo mình vui là vì mình được cái này được cái kia, đúng không? Mình có được này có cái kia. À, còn bây giờ thì không, bây giờ mình được an lạc, mình thấy thoải mái, mình thấy vui không phải là vì mình được cái gì, mà mình đã buông được ít nhất là 5 triền cái trong 1 phút, 2 phút, 45 phút, 1 tiếng, 1 tiếng 15, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 45 phút. Trong thời gian đó mình an lạc là vì mình không còn bị bất mãn hoặc đam mê, không còn thích, không còn ghét cái gì hết. Cái đó gọi là hỷ giác chi, là hỷ tế đó. Này, rồi. À, niệm trạch cần nghĩ rồi tới tỉnh. Tỉnh là sao? Cũng y chang cái hành trình đó. Khi một người có giới, một người có định thì tự nhiên người đó có cái niềm vui. Và trên cái niềm vui này tự nhiên người đó được cái khinh an. Cái khinh an ở đây nó là từ chữ phát sắp thí, có chỗ dịch là tỉnh, có chỗ dịch là khinh an, không? Có nghĩa là sao? Là sự nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Ở nhẹ nhàng nó có hai trường hợp. Một là nhẹ nhàng của thân và nhẹ nhàng của tâm. Nhưng mà ở trong cái thân giác chi này á, thì nó chỉ là sự nhẹ nhàng của tâm thôi. Có nghĩa là khi mà cái sự an, cái hỷ giác chi mà nó đến một cái mức độ nào đó thì nó sẽ chuyển qua, nó làm cho mình thấy nhẹ. Từ cái vui thô nó chuyển qua cái kinh an, nó nhẹ đi. Nó nhẹ. Nó nhẹ là vì mình không còn cầm nắm nữa. À, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần. À, mình trên đời có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc là vì có cái gì đó, và hạnh phúc là vì không có cái gì đó. Và chỉ cần là con nghe cái chữ có và chữ không là con hiểu rồi. Hạnh phúc mà vì có cái gì đó, rõ ràng nó nặng rồi. Có mà, có trên trong, có trong tay, có trên vai, có mà mình đội trên đầu, có mà mình ôm trong lòng, có mà do mình ôm, mình cầm, mình khiêng, mình vác cái gì đó là mình thấy nó nặng. Còn cái đằng này là cái, mình vui là vì mình không có cái gì, không có cái gì để bất mãn, không có cái gì để mình đam mê thích thú. Cái không đó nó mới đã. Và từ cái niềm vui đó, nó mới dẫn đến cái bước hai, bước tiếp theo đó là kinh nghe hoặc là tỉnh. Nó yên. À, người nó nhẹ lắm. Cái niềm vui đó, cái vui lúc đầu đó là vui, mà bước tiếp theo, cho nên ngày mới giải rồi. Có giới nó mới sanh ra. Có giới nó sanh ra pháp hỷ. Pháp hỷ nó mới dẫn đến kinh nghe. Kinh nghe nó mới dẫn đến định tâm. Định tâm nó dẫn đến tri kiến như thật. Và tri kiến như thật nó mới dẫn đến cái trí tuệ giải thoát. Mà con coi có đúng có bài kinh nào không? Có không? Có. Có giới nó mới có cái hỷ duyệt, rồi cái khinh an, rồi có khinh an nó mới có định. Mà đó giùm học tắt mình chỉ nghe là xin lỗi, giới năng sinh định, định năng sinh tuệ, đó là học tắt. Chứ còn mà học kỹ trong Kalama có rất là nhiều bài kinh nhắc đi nhắc lại cái đó. Có giới thì nó mới có hỷ, mà có hỷ nó mới có khinh an, mà có khinh an á, nghĩa là nhẹ nhàng đó, thì nó mới có định tâm hay là định tĩnh. Từ cái định đó, cái khả năng mà tập trung đúng mức đó, nó mới dẫn đến cái tri kiến như thật. Có nghĩa là lúc đó mình hồi đầu mình chỉ biết, chỉ có thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào, vui, biết vui, buồn, biết buồn. Nhưng mà lúc này mình mới thấy rõ, bây giờ tri kiến như thật nè. Thấy rõ rằng cái đau này á, là nó là cái bản chất, cái cảm giác đau đó là danh pháp. Mà cái đau đó nó dựa trên sắc pháp. Cái đầu gối của mình nó là sắc pháp, mà cái đau đó là danh pháp. Không có cái sắc này thì không có cái thọ kia. Không có cái sắc này thì không có cái thọ kia. Rõ ràng ngay lúc này, do có cái đầu gối cho nên là mình mới có cái thân thức thọ khổ. Mà cái thân thức thọ khổ nó thuộc về danh pháp. Anh giả thấy như vậy. Anh giả thấy tiếp theo là cái khổ này nó là quả, mà cái tâm sân bực bội nó là nhân. À, anh giả thấy vậy đó, và giả thấy vậy đó, anh giả thấy rõ danh sắc và nhân quả là vậy. Thấy rõ danh sắc, danh nghĩa là thấy rõ cái thân thức này, à, nó là danh, cảm giác này nó là danh, cái còn cái đầu gối mà đang bị đau này là nó là sắc. À, còn bây giờ quả này, cái đau này nó là quả, mà cái tâm sân mà đi bên cạnh cái đau đó, đó là nhân. À, và tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái người mà không biết tu á, khi mà nhận được quả lành á, ngày xưa phải có tâm lành mới tạo được nghiệp lành, mà có nghiệp lành thì có quả lành. Mà người không có tu á, khi họ nhận quả lành thì nhận bằng tâm tham, mà khi họ nhận cái quả xấu á, họ nhận bằng tâm sân.
Còn cái người mà biết Phật pháp, biết nhất là hành giả tứ niệm xứ, thì dầu đang nhận quả lành thì họ cũng nhận bằng chánh niệm, mà đang nhận cái quả xấu họ cũng nhận bằng chánh niệm. Bây giờ biết rõ rằng nó là đồ giả, nó là đồ giả, do nhân đó thì nó tạo ra cái quả này, và cả nhân đó, quả này nó không có cái gì là tôi hay là của tôi hết, nó chỉ là năm quẩn làm việc với nhau, tùy cái duyên mà đối trước sáu trần. Có người thì có tâm lành, có người thì có tâm xấu, chỉ vậy thôi, tùy duyên, nhiều cái duyên, khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp và môi trường sống, rồi tùy cái duyên mà đối trước cái trần cảnh đó, mình bất thiện hay thiện, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, tùy cái trí tuệ kiếp này mà trước cái quả xấu đó, mình tiếp tục thiện hay là tiếp tục bất thiện. Đấy, nhớ cái đó nha, cho nên gọi là dư thật tri kiến là chỗ đó. Và cái này nếu mà nó không dừng lại mà nó tiếp tục được phát triển nữa, nó được duy trì như vậy trong một tiếng, hai tiếng, nếu đủ duyên lập tức chứng thánh. Còn nếu không đủ duyên thì mình cũng được cái gọi là đích tất thâm mát xuất khá vihari, có nghĩa là hiện tại là trú, và nó để lại cho mình năm quả báo. Một là chứng đạo ngay cái thuở bình sinh, có nghĩa là từ bây giờ trở đi, trong một tháng, hai tháng, một tuần, hai tuần, một năm, hai năm sẽ đắc đạo, là đắc đạo thuở bình sinh. Cái quả báo thứ hai của cái người tu tập niên mật là đắc đạo, không đắc đạo thuở bình sinh thì đắc đạo lúc cận tử. Bây giờ lúc cận tử là mình trở thành một con người mới hoàn toàn. Thanh tâm, tâm sinh lý của mình lúc đó là ở trong tình trạng rất là đặc biệt. Trong đời mình chỉ có một lần cận tử thôi. Cho nên rất có thể lúc đó là lúc mình đắc đạo đó. Lúc thở bình sinh đó, còn trẻ, còn khỏe, không đắc, thì có thể đắc trong lúc cận tử. Đó là quả báo thứ hai. Mà nếu lúc cận tử không đắc được ý, thì khi về trời gặp rất nhiều hiền thánh trên đó, họ cũng hướng dẫn cho mình đắc. Đó là quả báo thứ ba. Quả báo thứ tư, nếu mà về trời mà được hướng dẫn hoặc không được hướng dẫn, có nghĩa là không có đắc gì hết á, thì khi mà gặp chánh đẳng giác ra đời đó, mình sẽ là bậc tốc chính, đắc đắc rất nhanh, đắc rất mau. Có nghĩa là vừa gặp Phật vẫn nói con câu là cái đẹp xong. Thế nhưng mình thấy ngày sau lại phát, ngày chỉ nghe ngã sở chí nói một câu là xong, mà bậc tốc chính là vậy đó. Mà nếu mà trễ luôn cái thứ tư thì lọt vô cái thứ năm. Có nghĩa là khi mà mình đã tu tập quá sức ngon lành mà không được gặp Phật thì tự động mình chuyển nguyện thành độc giác. Cái này trong Tăng Chi Bộ Kinh này nha, này trong kinh nói chứ phải tôi nói. Có năm quả báo không? Tu hành mà tinh tấn miên mật nên nó dẫn ra cái đó. Rồi. Rồi tiếp theo là tịnh nhân khinh giác chi, rồi tới định giác chi. Định giác chi là khả năng tập trung. Thì khả năng tập trung ở đây đó, chúng ta phải biết rằng thời Đức Phật chỉ nói có một thứ tập trung thôi. Đó là thiền định, từ sơ thiền trở lên. Thời Đức Phật á, ngài chỉ nói cái một thứ định này, đó là kiên cố định, appana samadhi, không? Từ sơ thiền trở lên. Ở đây vị tỳ kheo ly dục ly ác pháp chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc, là do ly dục sanh có tầm có tứ, không? Ví dụ như vậy. Từ đó thời Đức Phật ngài chỉ nói đến một thường xuyên là ngài nói đến cái định mà từ sơ thiền trở lên. Nhưng mà thời nay đó thì cái chuyện mà đắc được cái sơ thiền nó phải là chuyện dễ. Nó không như nhiều bà con đi ba ao về nói là đắc thiền nó dễ. Tôi xin can bỏ suy nghĩ đó đi. Người ngày ba ao ngày có nói hay không tôi không cần biết. Nhưng mà dầu như ngày có nói đắc thiền nó dễ, đó là người nói theo cái trình độ của ngài. Chỉ đắc thiền nó không phải dễ như mình tưởng tượng đâu. Bởi vì sao? Bởi vì anh muốn chứng sơ thiền, chuyện đầu tiên là anh phải bỏ năm triền cái. Anh không còn đam mê trong bất cứ một cái khoái lạc, khoái cảm nào hết. Trong về vật chất, về tình cảm, vật chất và tình cảm nói chung, anh cũng không còn thích nữa. Thứ hai đó là anh không có còn sân, anh không còn bất mãn, bực mình, căm giận nữa. Anh không có còn hôn thụy. Cái không gọi này là tương đối đó, nhưng mà phải là vắng mặt. Chỉ có thánh mới dứt hẳn thôi. Rồi anh phải dứt hẳn cái trạo hối. Trạo hối này có nghĩa là dây rứt chuyện cũ. Cái đó là gọi là hối, còn trạo nghĩa là phóng dật không có định ấy. Trạo hối, còn hoài nghi là quan mang nghi hoặc, không biết mình tu gì có đúng không, sư phụ dạy gì có phải hay không, chánh hay là tà. Đấy. Thì đại khái đó, thì anh muốn đắc sơ thiền ấy, chuyện đầu tiên là anh phải là lìa năm triền. Và thứ hai, cái khả năng định tâm của anh đó, nó phải làm sao,
chứ còn kiểu anh thành thiện kiểu đi đâu giác cái đồng hồ theo là cái đó chưa phải sơ thiện. Bởi sơ thiện nó an lạc lắm, nó an lạc đến mức người ta không muốn đi ra nó kìa. Chứ còn cái thứ mà tu mà ngon cái đồng hồ lóc cốc rè, cái đó là giỡn. Và một chuyện nữa tôi phải nhắc lại, năm cái chuyện cái kể ra thì đơn giản chứ nó khó lắm chứ phải không nha, khó lắm á, muốn bỏ nó khó lắm á nha. Khó lắm á. Cho nên định định thời Đức Phật thì ngài chỉ nói có một thứ định kiên cố, tức là Appana đó, tức là từ sơ lên định sơ thiền trở lên. Còn bây giờ mình vớt giác thêm hai cái thứ định nữa, đó là sát na định và cận định. Sát na định là cái khả năng tập trung gọi là trong từng giây mà nhiều giây nó thành ra phút, mà nhiều phút nó thành ra một giờ, mà nhiều giờ nó thành ra ngày, một buổi, thấy không? Đó. Chứ còn mà thật ra không phải dễ đâu cái gì, không? Cái đó gọi là sát na định. Còn cái cận định là cái khả năng tập trung tư tưởng của cái người sắp đặt sơ thiền, sắp đặt thiền kiên cố đó. Mà nhớ cái đó, cái cận định đó là cái giai đoạn mà mình sắp sửa đắc thiền rồi đó. Lúc đó là mình có thể chịu một hai tiếng là như trở bàn tay đó, vô đó rồi là nắng gió mưa sương nóng lạnh kiến rẹp rùi mũi hoàn toàn mình không có biết nữa đó. Cái cảnh định đó nha. Cái đó chứ không phải là đợi tới sơ thì nhị thiền không, nghe cảnh định mình đúng là cảnh định tứ thiệt đó, là phải như vậy đó. Tức là ba cái nóng lạnh rùi mũi là mình không có biết nữa, mà trong mấy giờ đồng hồ như vậy. Rồi nhiều người tưởng nó là đắt rồi chứ không dám đâu, lúc đó vẫn là tâm đại thiện dục giới, chứ chưa phải là tâm đáo đại, chưa phải là tâm sơ thiện. Nhớ cái đó nha. Là định giác chi là vậy đó. Thì cái định này nè, nó mới là cái nền tảng tốt, không phải tốt mà là tuyệt đối cần thiết cho cái trí tuệ nó làm việc. Nhưng mà sở dĩ có những người họ chưa từng tu thiền ngày nào mà họ vẫn đắc đạo là vì sao? Là vì họ đã tu định quá nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ đó là họ chỉ cần một tích tắc là có đủ giới định tuệ tàm quý tính tấn niệm định, có đủ hết trong tích tắc. Rồi mình thấy vậy mình tưởng tu dễ chứ không phải đâu. Những ngày sẽ lại phát hiện nghe ngày đắc liền, mình nghĩ ồ vậy tôi cũng vậy, không dám. Mình được bao nhiêu phần trăm của ngày sẽ lại phát đấy. Các vị xem là trong cái kinh gọi là kinh Nalanda là cái bản quán của ngày, bản quán sinh quán của ngày Sa Lợi Phất. Cái kinh đó nó nằm ở trong cái chương gọi là Satipatthana Quát Giác, ở trong gọi là cái chương niệm xứ ở trong Tương Ưng nhé. Tương Ưng cái vị dò cái phẩm cuối cùng là Maha Quát Giác, trong đó nó có cái chương riêng gọi là trong cái chương đại phẩm đó, nó có cái phẩm gọi là phẩm niệm xứ. Thì trong cái phẩm đó nó có cái bài kinh Nalanda mà chú giải commentary đó, Atthakatha của kinh đó nó rất rõ. Là khi ngài Sa Lợi Phất ngài tịch ấy, Đức Phật ngài dạy rằng này các tỳ kheo, trong 10.000 cái vũ trụ ấy, mỗi vũ trụ như vậy nó gồm có một mặt trăng, một mặt trời, không? Như mình hiện giờ là mình đang sống trong một cái thái dương hệ, trong là được gọi là một vũ trụ. Mà ngài nói trong 10.000 cái như vậy, măng thấp bê toa, tức là trừ ta ra, thì Sariputte đó, Panya với Sarisa đó, Ma Hồ Tí, không có ai mà có cái trí tuệ sánh bằng Sa Lợi Phật trong 10.000 vũ trụ. Trừ ta ra thì không có ai mà có trí tuệ như là Sa Lợi Phật. Vì tưởng tượng này, các bạn thấy ông Stephen Hawking của Anh, Einstein của Đức, ông là gốc Do Thái luôn, rồi ông von Frau, rồi ông Oppenheimer, bao nhiêu cái đầu óc kinh hoàng như vậy, mà trong một cái hành tinh này nó có biết bao nhiêu bộ óc mà có cái IQ cỡ đó, biết bao nhiêu. Vậy mà Đức Phật ngài dạy rằng trong 10.000 vũ trụ trừ ngài ra không có ai có được cái trí tuệ như ngài. Ngài nghe cái là ngài đắc liền, và có rất nhiều vị cũng nghe xong đắc liền, nhưng mà đừng tưởng là bằng ngài sẽ phải phát công. Bây giờ họ chỉ đủ điểm mà đắc, còn ngài dư điểm. Một cái đủ với cái dư thì nếu mà không xét kỹ sẽ giống nhau. Thí dụ như các vị đủ tiền để mua ổ bánh mì, mà ông tỷ phú cũng đủ tiền mua ổ bánh mì, rồi mình thấy hai người xếp hàng, ông kia cũng hốt nắm bà cắt bỏ ra cũng cầm bánh mì, rồi mình cũng hốt nắm bà cắt mình bỏ ra cầm bánh mì, mình tưởng ổng với mình giống nhau. Không, mình là ngoài khúc bánh mì ra đó,
là mình phải chạy vại giật gấu vá vai làm sáng ăn trưa làm trưa ăn chiều. Còn cái ông nội đó là ông chẳng những ông dư tiền mua bánh mì, ông mua luôn cái thùng bánh mì, cái tiệm bánh mì, ông lập ra nguyên một cái chuỗi hệ thống bán bánh mì toàn quốc, toàn khu vực Đông Nam Á, toàn khối ASEAN, toàn Á Châu. Ông tỷ phú ông có khả năng làm một cái hệ thống bán bánh mì chỉ xá gì ở bánh mì mà ông mới thì mua rồi mình bán vé số, mình đập xích lô không? Thì mình hốt mới và cắt mua được ổ bánh mì xong cái là mình cũng đuối rồi đó, mình biết trưa nay ăn cái gì nè. Đó, cho nên đừng có thấy mấy vị mà đắt nhanh nhanh giống nhau không, nhiều vị trong đó chỉ đủ ăn đủ mặc, có nhiều vị là triệu phú, có vị là tỷ phú, mà tỷ phú khu vực, tỷ phú châu lục và tỷ phú toàn cầu, nó nhiều loại trong đó, nhớ nha. Cái là để nói về định giác chi đó, giống nhiều lần tôi có nói định nó giống như nước vậy đó. Có trường hợp nước nó chỉ đủ để mình thấy thôi, ví dụ như nước trong sương, nước ở trong tuyết, nước trong mưa, trong không khí đó. Rồi cái nước mình đủ để mình thấm ướt môi, nước để mà mình có thể rửa tay rửa chân, nước đủ để mình nấu ăn tắm rửa, nước đủ để mình ngâm mình ngâm bồn, nước đủ để mà mình gọi là thả sen nuôi cá, nước đủ để mình gọi là chèo xuồng trên đó, và nước đủ để mà mình nhìn nó mút mắt như là đại dương, nước đủ để mình chèo xuồng nữa, đi chiến hạm trên đó. Thì định cũng vậy, có những người cái định họ nó chưa vừa đủ để thấm môi, có người định họ cái tao định khả năng định tâm họ nó đủ để rửa để ướt nhúng ướt cái ngón tay, có người cái định họ nó chỉ đủ để họ rửa tay, có người cái định của họ nó chỉ đủ để họ giải khát, có người cái định của họ nó đủ để tắm rửa để rửa mặt, có người đủ để họ tắm, có người đủ để họ đủ nước để ngâm, nước để tắm khác, nước để mà tắm nó khoảng chừng 20-30 lít là mình đã tắm được rồi. Nhưng mà nước để ngâm là phải trên 50 lít, chưa tới phải cả 100 lít mới ngâm được, phải cả 100 lít nước mới ngâm được. Được hơn nữa, nước để mình chèo xuồng trên đó được, nước để mà mình có thể mình đi tàu lớn, đi du thuyền trên đó thì nó còn mênh mông được. Hiểu chưa? Định cũng vậy. Thì tùy người mà mình cái khả năng định tâm nó tới đâu. Đấy, rồi cuối cùng mới là cái xả giác chi. Xả giác chi là sao? Xả giác chi là cái cảm gì, cái khả năng bình tâm thanh thản trong hai cái tình huống chúng sinh và sự đời, gọi là sát tác, sát tạo bế kha và cái sanh kha đó bế kha. Sát tạo bế kha là sao? Có nghĩa là mình không có nặng lòng bởi bất cứ một cái cá nhân nào, đây là người thương, đây là người ghét, đây là người đẹp, đây là người xấu, đây là người mà mình phải thương, đây là người mình phải tránh xa, lắp 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 lắp, đó gọi là nặng lòng vì chúng sinh. Còn thương, còn ghét, còn bận tâm, còn nặng lòng. Rồi cái thứ hai nó là xả trong pháp hữu vi là sao? Vị đã biết rõ rằng nếu tách rời năm uẩn, tách rời sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu tư, thì không hề có một cái gì gọi là chúng sinh hết. Đấy. Cái thứ nhất là xả đối với chúng sanh, nghĩa là vị đó không có bị nặng lòng bởi một cá nhân nào hết. Nhưng còn cái xả đối với pháp hành là đối với bản thân mình nè, vị đã thấy rõ rằng cái cảm giác dễ chịu này cũng do duyên mà có rồi lập tức mất đi. Cảm giác khó chịu này, dễ chịu này, cảm giác buồn này, vui này, thiện này, ác này do duyên mà có rồi lập tức mất đi và bị thay thế bởi cái khác. Cái sau nó chiếm chỗ cái trước nó nhường chỗ cho cái sau, tất cả do duyên mà có rồi phải mất đi, hiểu chưa? Và bảy cái này bây giờ mới chốt lại thời pháp nè, chốt lại bài giảng nè. Niệm trạch cần hỷ tỉnh định xả, bảy cái này nè là bảy cái yếu tố, bảy cái điều kiện để mà giúp ta chứng thánh. Ngay cả một vị chánh đẳng chánh giác thì cũng phải tu bảy cái này để thành Phật. Mà tại vì tùy chỗ có chỗ kể về chỗ kể khác, nhưng mà mình hoàn toàn có thể nói rằng thành Phật á là tu bảy cái này. Bà con nào không chịu á, bà con nào không chịu á, ha, nói chủ kinh là nói, kinh là nói. Bà con vô trong cái trường bộ kinh á, cái bài mà gọi là kinh tự hoan hỷ,
không? Kinh tự hoan hỷ. Thì trong đó có nói cái sẽ là Phật, ngài nói trước mặt Đức Phật Bạch Thế Tôn: con không biết gì về chư Phật quá khứ, con không biết gì về chư Phật vị lai, và con cũng không biết gì về Thế Tôn. Con chỉ biết một điều rằng tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải tu tập Bát Chánh Đạo Tứ Niệm Xứ Tất Giác Chi để mà chứng đạo hết. Cái đó con biết chắc. Còn ngoài cái này ra thì ba cái khác con không biết, bởi vì cảnh giới chư Phật là vô lượng. Áp âm anh như vậy đấy, vô lượng. Cảnh giới chư Phật con không có sờ chạm tới được. Nhưng mà con biết chắc là tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải tu tập Thật Giác Chi và thành đạo. Nhớ nha, đó là kinh tự hoan hỷ trong trường bộ kinh, nhớ ha. Rồi bây giờ tiếp theo cái nội dung bài kinh này là sao? Nếu phần ngài dạy rằng tâm tánh con người chúng sanh đó thì dị biệt, mỗi đứa một tánh và mỗi cá nhân cũng có lúc về lúc khác. Thì ngài dạy rằng bảy cái giác chi này nè, tùy lúc mà tu tập cái nào đó, cái tiếng Pali gọi là lina citta, có nghĩa là khi nào cái tâm nó biến lười thiếu tinh tấn thì lúc nó nên tập trung tu tập cái gọi là trạch giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi. Đó, cho nên có tâm mà nó sụ lơ, nó thiếu tinh tấn. Còn khi nào mà nó bung sung, mà nó tinh tấn quá dư, trong trong Pali gọi là ách chá là tí á, ách chá viriya, có nghĩa là tinh tấn mà nó quá mức á, không? Thì lúc đó nên tu cái tỉnh định xả để mình kèm nó lại. Kèm nó lại thì sẽ dĩ kinh này nó có cái tựa là kinh ngọn kinh nhóm lửa. Là sao? Ngài dạy rằng hễ mà nhóm lửa đúng cách thì lửa nó mới cháy được, còn mà nhóm lửa sai cách thì lửa nó không có cháy được. Cả buổi chổng bông thổi nó đỏ mặt vậy, nó tía tay, chứ còn nó không có rành, nó không có cháy nổi, đóng củi cũng vậy. Tùy lúc mà tu cái giác chi nào, tôi nhắc lại, khi mà thiếu tinh tấn, biến lười, tiêu cực, thụ động, không hướng hạ, thì lúc đó đó mình nên gọi là tập trung, cái là tỉnh, tập trung cái gọi là trạch giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi. Và chỗ này bắt buộc chỗ này tôi không có giải thích, mà tôi phải làm một cái chuyện rất là đời, đó là bà con phải tìm cho được cái quyển kinh nghiệm tuệ quán tập 2 trang 320, 324 hay là 320 gì đó, nhớ hàng số đó, mà không sao cứ vào một lục. Thì trong đó chúng tôi có trích đoạn trong chú giải của tương ưng bộ kinh mà có Pali nha, phải Pali mới được nha, phải có Pali chứ không có tiếng Việt không được, phải có Pali. Thì trong cái từ trang 324 trở đi đó, thì có ghi rất rõ là cái cách nào để mà mình là trao dồi cái từng giác chi một. Ví dụ như bây giờ cái niệm giác chi yếu quá phải làm sao, tỉnh giác chi yếu quá phải làm sao, định giác chi, xả giác chi, trạch giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi nó yếu quá mình phải làm sao. Và năm triền cái, ví dụ như dục, cái dục nó mạnh quá mình phải làm sao, rồi cái sân nó mạnh quá mình phải làm sao, buồn ngủ quá mình phải làm sao. Thì tất cả những cái đó trong kinh nghiệm tuệ quán của chúng tôi dịch thì có ghi rất rõ, và có Pali, nó là có Pali nha, có Pali. Và bà con muốn đọc thêm cho kỹ thì lấy cái chữ Pali đó bỏ vào trong Google thì nó dắt người bị đi. Đó cũng là, đó là một trong hai cách mà chúng tôi vẫn thường làm. Cách một thì do đọc nhiều, đọc thường thì chúng tôi cứ mỗi lần cần tra cái gì thì dùng trí nhớ coi cái này mình có thể tìm đọc ở đâu hè. Rồi còn cách hai là mình copy một chữ nào đó đem bỏ vô Google nhờ ổng kiếm giùm. Kiểm giùm, nhớ nha. Rồi. Và đương nhiên chỗ này phải mở mặt nói thêm, bà con có biết cái khả năng ngoại ngữ càng rộng thì bà con càng sướng. Còn nếu mà bà con chỉ biết tiếng Việt thì phải nói rất là đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, là bởi vì cái tài liệu tiếng Việt rất rất là hạn chế. Chứ còn nếu bà con mà không cần giỏi, chứ đọc hiểu thôi, thì đọc hiểu được tiếng Thái, tiếng Pali, tiếng Anh, tiếng Đức. Bây giờ có cả tiếng Ba Lan, tiếng Ý, bây giờ nó có tiếng Ba Lan, tiếng Ý, tiếng Nga, mà nói về Atida, nói về Vipassana, có cả tiếng Nga, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Tiệp, tùm lum tà la trên đó. Rồi chưa kể là có cả chục trang mà về Theravada, mà đặc biệt là về Abhidhamma và
và Vipassana mà bằng tiếng Đại Hàn mới ghê chứ. Và hồi đó giờ tôi có thành kiến với bà Tào, cái gì mà của Tào, cái gì mà China, là cái đó là tôi ghét. Mà bây giờ mình đâu có biết rằng trời đâu có mấy cái website mà về Vipassana, về Abhidhamma, về Nikaya đó, mà bằng tiếng Tào nó nhiều, gọi như là vô thiên lũng, đếm không xuể, nhiều lắm, lên internet nhiều lắm, thì khiếp luôn, thì khiếp luôn. Và đó là một cái sướng cho những dịch giả năm tông, có nghĩa là rất là, gọi là phải rất nhiều, mà hầu hết những chữ khó đó. Ví dụ như là những chữ khó mà mình dịch sao đó là cứ vô đó là quất cái chữ Bali vô là nó dịch tuốt luôn. Ví dụ như ngài Sa Lợi Phất trước khi ngài tịch, thì Đức Phật ngày mình nói ngài Sa Lợi Phất rằng trước khi đi Sa Lợi Phất hãy thuyết pháp cho chúng tỳ kheo một lần cuối đi. Thì lúc đó Đức Phật ngài nghe như vậy, ngài hiểu rằng Thế Tôn trong cái dịp này á, mà ngài kêu mình thuyết pháp á, là ngài ngụ ý là mình phải gọi là quý cấp banet, phải vừa thuyết pháp và vừa hiện thông, chứ không phải thuyết pháp như mọi khi là ngài được Đức Phật gợi ý là ngài dạ, là ngài ngồi tại chỗ ngài giảng, ngày bữa nay thì xong, bữa nay ngài mới thị hiện thần thông lại thuyết pháp cho tôi, không thuyết pháp xong xuôi rồi ngài mới bước xuống ngài lạy Phật. Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, cô na bố y măng hâm mắt rơi già luôn, cái pháp thoại mà ngươi giảng nên gọi tên nó là gì? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói bạch Thế Tôn, con muốn gọi cái pháp thoại vừa rồi đó là si hắc quý kỳ li tô là hâm mắt rơi già luôn, tức là pháp thoại sư tử, pháp thoại sư tử hí, tức là cái đó là cái trò chơi của ông sư tử vậy đấy. Sư tử con mày chơi trước mặt ông sư tử mẹ dễ sợ, thấy thương lắm mà đánh nó đẹp. Ngày tự nhận ngài là con sư tử con, ngày làm những chuyện đó trước mặt Đức Phật giống như sư tử mẹ vậy, sư tử hí. Ngày đó xong rồi ngài quỳ lại Phật, ngài đi, đó là lần cuối cùng không gặp Phật nữa. Thì cái chữ đó hay quá, mà ở đâu ra cái chữ đó đây? Thì cứ trời ơi, mấy cái trang web của tàu nó đây mà mình, tôi không biết tàu đó là tàu gì. Tàu Đại Lục, tàu Đài Loan, tàu Hồng Kông, tàu Mã Lai, tàu Singapore, tàu blah 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 blah, toàn cầu mình đâu biết. Nhưng mà đại khái rất là đặc biệt bà con. Không lẽ ở tuổi này bà con 40, 50, 60 tôi kêu bà con đi học ngoại ngữ thì nó quá, nhưng mà tôi chỉ nói đặc biệt với những người trẻ hoặc những người tuy đã lớn nhưng mà tự liệu thấy mình còn có thời gian, thay vì ngồi chích chát tầm bỉ tầm bạ, thì nên nhớ rằng nó biết được một tí ngoại ngữ vẫn lợi lắm, ha. Rồi như vậy thì cái tổng chi cái bài kinh hôm nay nói cái gì, đó là nói về bảy giác chi, và chốt lại là lúc nào nên tu cái gì. Và ngày dùng mình ảnh chuyện hình ảnh một cái người nhóm lửa, nếu mà nhóm đúng cách thì mau lửa nó mau cháy, còn mà không có đúng cách thì cả buổi lửa nó không có nhen nổi, nhớ nha. Và để gọi là tìm hiểu sâu rộng cái cách nào mà để gọi là tu tập trao dồi từng giác chi một, thì hồi nãy các vị có ý không, bảy giác chi thì ngày cái dạy rằng khi nào mà tâm biến lười thì tu tập cái gọi là trạch cần hỷ, mà khi nào cái tâm nó bung sung, nó manh động thì tỉnh định xả. Vậy là mới có sáu. Một cái là một trường hợp, một là tâm mà nó sa sút thì trạch cần hỷ, còn tâm mà nó đang bung sung manh động thì tỉnh định xả, có sáu. Còn cái niệm là tính sao ta, nghe nói niệm trong mọi trường hợp dầu cái tâm mình nó đang bung sung hay là nó đang héo úa lui sụp thì lúc nào niệm cũng cần thiết. Và người có học A Tỳ Đàm phải biết chuyện này. Ở trong năm quyền tính tấn định định tuệ đấy, thì đức tin có lúc nó trội, nó vượt trội. Tinh tấn có lúc nó vượt trội, định có lúc nó vượt trội, tuệ có lúc nó vượt trội. Tuệ nhiều quá nó cũng dễ dẫn đến phiền não, mà định quá nó cũng dẫn đến phiền não. Tính nhiều quá nó dẫn đến phiền não, tính nó dễ dẫn đến tha, mà định dễ dẫn đến hôn thủy, mà tuệ nhiều quá nó dễ dẫn đến nghi, cũng dễ dẫn đến tà kiến, nha. Mà tinh tấn nhiều quá nó cũng dễ dẫn đến hôn thủy, còn dễ dẫn đến sự mệt mỏi, không? Nhưng mà riêng về niệm thì không. Đối với
tính tánh định tuệ, bốn cái này nó có lúc nó đủ, có lúc nó thiếu và có lúc nó dư. Nhớ nha, nhớ nha, tính tánh định tuệ bốn cái này có lúc đủ đủ xài đó, có lúc thiếu, có lúc dư. Nhưng mà riêng về niệm thì không, niệm chỉ có đủ và chỉ có thiếu, chứ niệm không bao giờ dư. Tới chết cũng nhớ câu nói này, tới chết cũng phải nhớ câu nói này, không? Tính tánh định tuệ có lúc dư, có lúc thiếu, có lúc đủ. Nhưng mà riêng về niệm thì chỉ có thiếu và đủ thôi, chứ niệm không bao giờ dư nha. Nhớ, không bao giờ có chuyện mà ông đúng niệm nhiều quá. No no, chánh niệm luôn luôn, mọi trường hợp đó là cần thiết. Ok, chúc các vị một ngày vui. Và nếu tôi là các vị, lập tức ngay bây giờ tôi đã thò tay tôi rút cuốn sách đến nếu mà tôi đã có. Còn nếu không có tôi phải tìm ra quyển đó. Và tôi không phải làm chuyện bán sách rẻ tiền đâu quý vị, mà tại vì tôi muốn cho các vị thấy một chuyện là tại sao tôi lại mất thời gian cho những cuốn sách mà tôi in, tôi dịch, tôi soạn rồi tôi đem đi in. Là bởi vì tôi cố ý, tôi hướng các vị đi theo một cái con đường mà các vị tôi thấy rằng nên đi. Nên đi. À, bây giờ các vị mới thấy tại sao có cần đến cái cuốn sách đó. Ví dụ như ở trong cái A Tỳ Đàm rồi kinh nghiệm từ quán, nó có cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần gọi là 200 pháp thực tính. Ví dụ như định nghĩa về đức tin, về tàm, về quý, về ba la mật, lập tất cả những cái đó. Mà cứ nay nghe thầy này nói, mai thầy kia nói, chứ cái đầu quá mệt lắm, mệt lắm. Bây giờ mình có thương thầy cách mấy rồi nữa, cũng phải trở về với kinh điển. Thì cái định nghĩa thế nào là bổn sỉnh, thế nào ganh tị, thế nào trí tuệ, thế nào chánh niệm, thì phải trở về với cái định nghĩa bằng tiếng Pali thôi. Chứ, rồi bây giờ các vị không đồng ý với chữ dịch của tôi, các vị cứ lấy nó đem vô Google đi tra từ điển nha. Nhưng mà đại kỵ nhất, tôi nói một lần cuối cùng, tôi kỵ nhất một chuyện đó là đi học đạo mà thờ thầy như là thờ ông cố nội, đó là ngu xuẩn, là dốt nát. Các vị biết không, thân người khó được, chánh pháp khó gặp, mà không có gì mà nó ngu xuẩn, nó trâu bò, nó xúc vật cho bằng, cắm đầu đi thờ mà ông thầy mà đưa kinh điển mình để làm lơ, mà ông thầy đó là ông giảng mà đặt trúng gì đi nữa là hên xui, có phải ngu xuẩn, có phải trâu bò không? Cho nên quay đi đâu đi cũng phải quay về với kinh điển. Còn thầy nói là không cần học, thầy cười mỉa, thầy cười châm biếm, thầy nói mình tu mình giữ tâm rộng rãi. Tôi lại các bố làm ơn cho Phật tử học giáo lý đi, rồi trên cái nền đó nó có duyên thì họ tu được, còn họ không có duyên họ ráng họ chịu. Nhưng mà đại kỷ nhất là thờ thầy trên đầu, coi thầy hơn Phật. Thời này là cái thời người ta coi tổ lớn hơn Phật, người ta coi lễ nó quan trọng hơn luật. Mà lẽ ra thì tổ phải trên Phật, Phật phải trên tổ, dưới tổ phải dưới Phật chứ. Mà luật phải trên lẽ chứ không thể nào mà luật mà dưới lẽ đó. Nhớ nha, Phật phải trên tổ, luật phải trên lẽ. Đấy. Nguyên tắc nó có giá trị nguyên tắc, kinh nghiệm nó có giá trị kinh nghiệm. Không để lấy cái này mà áp chế là xóa nhỏ phủ nhận cái kia được. Nhớ nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Rồi hẹn lần thứ hai thì sao? Chúng con tri ân sư và hẹn sư lần sau. Xin cảm ơn sư. Dạ, buổi học của chúng ta đến đây đã kết thúc và hẹn với